chào mọi người, mình là Yên Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Thế Giới Bí Ẩn. Và hãy cùng mình khám phá những điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị nhé. Tạm biệt. Huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng vị huấn luyện viên đang giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục tạo nên những kỳ tích này vẫn còn rất nhiều bí mật thú vị mà ít người biết. Hôm nay, hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu về những bí mật đó nhé. Đầu tiên, tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu các loại thảo mộc và sữa nhưng lại trở thành huấn luyện viên bóng đá. Với chiều cao là 1m70, thân thái cực ngầu, đôi mắt híp đáng yêu và đặc biệt là mái đầu rất nhiều tóc của thầy Park. Nhìn vào bức ảnh này, không nhiều người nghĩ rằng đây chính là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo đúng không? Bởi đây chính là những tấm hình ngày thầy Park nhà ta còn là sinh viên đại học. Sinh ra tại Changchun, ông Park Hang-seo đã cho thấy tài năng chơi bóng từ khi còn rất nhỏ. Ngài ngủ gật bắt đầu sự nghiệp thể thao của mình khi thi đấu cho đội tuyển của trường đại học Hàn Giang, Hàn Quốc giai đoạn năm 1977-1980. Đây là một trong những trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc, từng lọt 400 đại học danh giá nhất thế giới. Từ đội bóng của Hàn Giang, ông được chọn làm người đại diện thanh thiếu niên lứa tuổi U20 tham dự giải bóng đá trẻ châu Á lần thứ 20 vào năm 1978. Thế nhưng, có một điều mà rất ít người biết, rằng chuyên ngành của thầy Park khi theo học tại đại học là nghiên cứu các loại thảo mộc và sữa. Và đương nhiên, theo tiếng gọi của đam mê, sau khi học xong, ông quyết định đi theo con đường bóng đá, khác hoàn toàn với chuyên ngành mà ông đã được đào tạo. Từng là tiền vệ xuất sắc nhất K-League. Tại K-League năm 1985, ông cũng từng ghi nhiều dấu ấn. Đặc biệt, trong mùa giải K-League năm 1985, ông đã có những pha truyền bóng ấn tượng, đóng góp vào chiến thắng của Lucky Gold Star Hang-seo. Trong giải năm đó, ông có 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Ông Park Hang-seo vào thời điểm đó đã có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu của K-League năm 1985. Vóc dáng không mấy cao lớn, thể hình khiêm tốn, nhưng ông Park có lối chơi bản lĩnh, thông minh, sử dụng chiến thuật hợp lý. Bên cạnh đó, ông còn là người chăm chỉ và ham học hỏi. Những đường truyền của ông cho đồng đội ở cự ly ngắn, nhưng nhanh và chính xác. Từng bị sa thải và coi thường tại quê nhà. Từng là trợ lý số 1 của tuyển Hàn Quốc, Park Hang-seo sau đó tạm thời thay thế vai trò của huấn luyện viên Hiddink dẫn dắt U23 Hàn Quốc tới ASEAN. Giống như World Cup, ASEAN năm 2002 được tổ chức tại sân nhà Busan. Với đội hình có rất nhiều cầu thủ vừa vào tới bán kết World Cup, ông Park và U23 Hàn Quốc được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng chiến lược gia sinh năm 1959 đã làm tất cả phải thất vọng. U23 Hàn Quốc của ông dừng bước trước Iran ở bán kết và chỉ đoạt huy chương đồng. Ít ngày sau giải đấu, ông Park bị sa thải. Ông Kim Jin-kook, người đứng đầu Ủy ban Kỹ thuật của bóng đá Hàn Quốc thời điểm ấy tuyên bố, huấn luyện viên Park thiếu kinh nghiệm cũng như là khả năng dẫn dắt đội bóng. Khi đó, ông Park mới tiếp quản đội tuyển U23 được 2 tháng. Chia sẻ sau thất bại, trợ lý Hiddink thừa nhận, với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi xin lỗi tất cả các bạn. Chúng tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực từ vị trí thứ 4 tại World Cup. Đó cũng là lần cuối trong sự nghiệp mà ông Park làm việc ở các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Từng uống rất nhiều rượu vì học trò phản bội để bán độ. Năm 2010 và năm 2011 được coi là giai đoạn đen tối của bóng đá Hàn Quốc khi các vụ bán độ liên tục được phanh phui. Năm 2011, cú sốc lớn đến với ông khi đang dẫn dắt câu lạc bộ Chunna Dragon ở K-League và các học trò vướng vào nghi án dàn xếp tỷ số. Thầy Park kể lại, tôi từng nhận được một bức thư nặc danh, trong đó ghi lại tên tuổi của những người liên quan đến bán độ. Cuối thư có số điện thoại của người nắm rõ thông tin này trong trường hợp tôi cần thêm bằng chứng. Khi ấy, tôi đã thất vọng về các học trò rất nhiều. Tôi còn nghĩ rằng những người bị nêu tên trong bức thư này không phải là cầu thủ tôi đã từng biết. Tôi đã uống rất nhiều rượu vào thời điểm đó. Đây là một trong những ký ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại, ông chia sẻ. Nói không hoàn toàn với mạng xã hội. Khi được hỏi về áp lực khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thầy Park hóm hỉnh trả lời rằng mình không đọc báo hay dùng mạng xã hội, đồng thời cũng sẽ không đọc tiếng Việt để không phải đọc và nghe những tin tức có thể khiến mình phân tâm. Ở Hàn Quốc, tôi có thể đọc hay nghe những tin tức tiêu cực về mình, gây ra nhiều sức ép, áp lực mỗi ngày. Tuy nhiên khi ở Việt Nam, tôi không thể đọc, cũng chẳng thể nghe các câu chuyện như vậy bằng tiếng Việt. Khi ấy, tôi có thể thoải mái ở gia đình và hoàn toàn tập trung về cuộc sống cá nhân. Tôi nghĩ đó chính là một điều tuyệt vời khi làm việc ở Việt Nam với không nhiều áp lực dư luận. Chính vì không đọc báo, không dùng mạng xã hội đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo tập trung 100% cho việc huấn luyện đội tuyển, không gặp nhiều áp lực như các đời huấn luyện viên trước. Một phần lý do giúp ông giành được những thành công tại Việt Nam. Mọi quyết định đều nhất quyết nghe lời vợ. Huấn luyện viên Park Hang-seo thường bật khóc mỗi khi nói về gia đình. Đầu năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo khóc trong phòng họp báo với lời tâm sự đầy xúc động. Tôi rất nhớ gia đình, tôi nhớ mẹ tôi, năm nay bà ấy 97 tuổi và đang ở quê nhà.
tôi nhớ vợ và các con của mình rất nhiều. Ở tuổi 60, huấn luyện viên Park Hang-seo nói về những điều gần gũi và thân thương nhất trong nước mắt, một câu chuyện có thể chạm đến trái tim của nhiều người. Ở đó, một câu chuyện thực tế cần được nhìn nhận là ông Park trải qua mấy chục năm cầm quân, nhưng sang Việt Nam là lần đầu ra nước ngoài làm việc. Ông Park nhớ gia đình, mẹ và vợ con là điều có thể cảm nhận được. Ở quê nhà, bà Choi Sang-a chính là người phải lo toan mọi thứ để ông Park an tâm cống hiến và tạo ra những giá trị thành công cho đội bóng Việt Nam. Ở tuổi hơn nửa đời người, thật sự không phải ai cũng làm được như bà Choi Sang-a, khi phần lớn sẽ chọn thời gian vui vẻ tuổi già bên chồng và gia đình. Vậy nên, câu chuyện về bà Choi Sang-a không chỉ đơn thuần là phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ, đó còn là một câu chuyện tình đẹp của ông Park và bà Choi. Thích nghịch ngợm không kém học trò. Trên sân tập, khán giả nhiều lần chứng kiến những khoảnh khắc vui đùa của thầy Park với học trò. Hay với các trợ lý, ông cũng là người chịu khó selfie nghịch ngợm với các cầu thủ. Cách bắt nạt học trò của ông cũng dễ gây cười. Ông Park dường như không bao giờ ngồi yên trên băng ghế huấn luyện viên tại các trận đấu. Ông thường xuyên đi ra đi vào, chỉ đạo chiến thuật bằng ngôn ngữ hình thể vô cùng sinh động cho các cầu thủ. Mỗi khi đội có bàn thắng, ông không giấu nổi sự phấn khích tột cùng, hồn nhiên ăn mừng như một đứa trẻ. Sở hữu nghệ thuật ứng xử chuyên nghiệp. Điều động lại sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong vòng loại World Cup năm 2022 vang lên, đó là những hình ảnh biết nói về một ông Park Hang-seo chuyên nghiệp và lịch thiệp. Đúng với những gì mà ông đã xây dựng khi lên nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam. Lao ra sân phản ứng với huấn luyện viên Nishino của tuyển Thái Lan khi ông này can thiệp chuyện bác sĩ tuyển Việt Nam vào sân chăm sóc cho Bùi Tiến Dũng, để rồi ông Park bị trọng tài nhắc nhở và phạt thẻ vàng. Rồi ông tranh cãi với trợ lý của đội chủ nhà khi họ có biểu hiện khiêu khích nhắm vào học trò. Huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện là một người rất nóng tính, cương trực và sẵn sàng bảo vệ học trò lẫn đồng nghiệp. Thế nhưng, sau khi trận đấu kết thúc thì lại là một cách ứng xử khác. Sau cái bắt tay và ôm chầm lấy huấn luyện viên Akira Nishino của Thái Lan, ông bắt vào tận sân, bắt tay từng cầu thủ Thái Lan, hỏi han một vài cái tên mà ông đã từng biết. Đó là lý do mà các tuyển thủ Thái Lan đều dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc một cái cúi đầu chào lịch sự. Bất chấp vì bóng đá Thái Lan và Việt Nam đang là đại kình địch, thậm chí không đội trời chung, bởi ngôi số 1 Đông Nam Á của Thái Lan vừa bị thầy Park và tuyển Việt Nam xoáng tại AFF Cup năm 2018. Cái ôm của thầy Park với huấn luyện viên Nishino hay cái bắt tay từng cầu thủ Thái Lan cũng không có gì là đáng bàn. Nó như là một tục lệ thường lệ sau mỗi trận đấu, nhưng động lại sau đó chính là cách ông Park hành xử, mã thượng như cách mà Công Phượng và Messi Trey, Chanathip bắt tay hỏi thăm, chúc nhau thì tốt. Và cuối cùng là người hùng của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, đây không hề là một bí mật mà là một cái kết đẹp nhất khi viết nên một câu chuyện về Park Hang-seo. Cả châu Á phải trầm trồ trước nền bóng đá Việt Nam trong tay thầy Park. 90 triệu người dân Việt Nam đã có niềm tin mãnh liệt trở lại với bóng đá nước nhà. Mọi câu chuyện đều không thể nói hết được về những điều tuyệt vời mà thầy Park đã đem lại cho nền bóng đá nước nhà. Cuộc đời của thầy Park được báo chí Hàn Quốc miêu tả là một chuỗi những xui xẻo và thất vọng. Tuy nhiên, ngay cả khi phải đối mặt với không ít những thử thách trong cuộc sống, thì ông Park chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Những thành công tính đến thời điểm này cho thấy ông Park không chỉ giỏi nghề mà còn giỏi trong nghệ thuật dùng người đắc nhân tâm. Ông cho thấy cái tâm và cái tài của mình đủ sức thổi bùng được tài năng của các cầu thủ Việt Nam, nâng ý chí và nỗ lực cho đội bóng Việt Nam ngày càng một lớn mạnh. Các bạn đừng quên nhớ nhấn like, share và subscribe, bật chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!